Câu lạc bộ SHB Đà Nẵng, đội chủ nhà sẽ chiến giữ khung thành phía bên trái màn hình của quý vị và các bạn. Hiệp 1 của trận đấu đã được bắt đầu. Pha xử lý vừa rồi là không thực sự hợp lý. Minh Vương đang có một trong những mùa giải V-League tốt nhất. Anh Tuấn, goal! Một khoảnh khắc mà người ta đã chờ đợi, Rafael Sơn có thể ghi bàn. Văn Toàn vẫn đang là cầu thủ áo vàng, goal! Quá đáng tiếc cho cầu thủ Anh Gia Lai. Văn Toàn đã bất chấp tất cả để vươn lên. Cầu thủ của SHB Đà Nẵng đã phạm lỗi kéo áo một cách rõ rệt nhưng vẫn không thể ngăn chặn được số 9. Tất cả đều tốt trừ đường truyền ở tình huống quyết định. Ta sẽ cùng xem lại tình huống đi bóng của Văn Toàn. Đặng Anh Tuấn đã làm tất cả nhưng không thể ngăn chặn được Văn Toàn. Và chỉ tiếc cho cú bấm bóng này thôi của Văn Thành. Trước khi bước vào vòng đấu này thì Hoàng Anh Gia Lai là đội bóng dẫn đầu bảng xếp hạng và họ có nhiều hơn so với SHB Đà Nẵng 1 điểm. Văn Toàn, cú sút từ rất xa, và tỷ số được mở cho anh Gia Lai rất bất ngờ. Một thoáng giật mình của thủ môn Tuấn Mạnh, anh không nghĩ rằng Văn Toàn lại có thể có được một cú sút như vậy. Đó là pha lập công thứ 5 của Văn Toàn ở mùa giải năm nay. Rất nhanh sau khi bài bắt đầu, đội khách đã vươn lên. Vẫn là cái nháy mắt tinh quái quen thuộc của huấn luyện viên Kiatisak. Hoàng Gia Lai đã ngay lập tức bùng nổ và mang lại niềm vui cho các cổ động viên của họ ngay ở phút thi đấu thứ 2 của hiệp đấu này. Những phút đầu tiên của mỗi hiệp đấu đều là thời điểm mà SHB Đà Nẵng có những khoảnh khắc mất tập trung. Chúng ta sẽ cùng xem lại một lần nữa cú sút của Văn Toàn. Rõ ràng là thủ môn Tuấn Mạnh đã phản xạ hơi chậm một chút. Và như thế thôi là đủ để cho Văn Toàn có được bàn thắng thứ 5 cho riêng mình ở mùa giải hiện tại và mang về lợi thế cho Hoàng Gia Lai. Bóng hướng tới vị trí của Rafael Sơn. Đá phạt góc sẽ được thực hiện bởi Minh Vương. Vừa rồi là một tình huống đóng trả tay của hậu vệ SHB Đà Nẵng và sẽ có một quả đá phạt 11m. Hết sức lúng túng và vụng về. Công Phượng và thủ môn Tuấn Mạnh. Tỷ số được nâng lên 2-0 cho cầu thủ Hoàng Gia Lai, mặc dù thủ môn của SHB Đà Nẵng đã đoán được hướng sút của Công Phượng. Đội trưởng của Hoàng Gia Lai, bàn thắng thứ 3 và phan mừng quen thuộc. Đúng như những gì mà chúng ta đã được chứng kiến sau khi Văn Toàn mở tỷ số, mọi thứ đã trở nên dễ dàng hơn với Hoàng Gia Lai. Và bây giờ thì họ đã có được bàn thắng thứ 2 từ sai lầm của hàng phòng ngự đối phương. Nụ cười của cầu thủ Hoàng Gia Lai, đội bóng sẽ trở lại vị trí dẫn đầu nếu như vượt qua SHB Đà Nẵng ở trận đấu này. V-League 2021 đang diễn ra rất hay. Ngôi đầu liên tục đổi chủ ở 2 ngày gần đây. Và Hoàng Gia Lai biết cách để vượt qua sức ép, tạo ra được lợi thế dẫn trước 2 bàn khi trận đấu trên sân Hòa Xuân. Trận đấu được chờ đợi nhất ở vòng đấu này bước vào phút thi đấu thứ 71. Mà khung thành của Nguyễn Tuấn Linh đảm bảo được sự an toàn. Đánh đầu! Cơ hội của SHB Đà Nẵng cho tới thời điểm này chỉ là những tình huống như vậy. Vừa rồi là tình huống dứt điểm của Ibukebe. Phía Hoàng Anh Gia Lai sẽ có sự thay đổi người. Cơ hội dành cho Ibukebe, không được. Trên sân nhà của họ ở mùa giải năm nay. Trận thua sân nhà đầu tiên của SHB Đà Nẵng, họ bị đánh gục bởi sự xuất sắc của Phan Văn Đức. Và ngày hôm nay có lẽ là bước ngoặt đến từ bàn thắng của Văn Toàn. Văn Đô, phạt góc, nỗ lực để tìm kiếm một bàn thắng danh dự.
mạnh lên phía trên. Và trận đấu trên sân Hòa Xuân giữa hai câu lạc bộ SHB Đà Nẵng và Hoàng Anh Gia Lai đã khép lại. Thắng lợi 2-0 thuộc về đội khách, thắng lợi thứ 6 của họ ở mùa giải hôm nay, đưa Hoàng Anh Gia Lai quay trở lại ngôi vị dẫn đầu với điểm số 19. Thêm một trận đấu xuất sắc nữa về phương diện chiến thuật của huấn luyện viên Kiatisak, sự tỏa sáng của các cá nhân trên hàng tấn công. Họ khỏa lấp được sự vắng mặt của Lương Xuân Trường và Kim Đông Su, duy trì được một hệ thống ổn định. Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục bay cao, thắng lợi thứ 6 của họ trong mùa giải hôm nay.